Right. Nào chúng ta sẽ đến với lại cái trang tiếp theo nhé. 401 Trang người cuốn truyện Harry Potter. Đúng rồi, nó phải theo sở thích ấy. Chứ còn bây giờ có đọc theo nguồn của người khác. Có thể hôm nay mình cố gắng mình đọc một bài, đúng không? ngày mai chán luôn, vứt đi. Nó phải hàng ngày, nó phải ngày nào cũng thế cơ. Rồi, nào khiến cho cậu ấy và George cảm thấy tự hào bởi vì là Ron bây giờ đã trở thành một cái người thủ môn tốt. Đấy. Rồi họ thực sự cân nhắc đến cái việc thừa nhận rằng Ron có máu mủ liên quan tới họ Related to them Đấy, Một thứ gì đó mà họ từ trước đến giờ Chấn an Ron rằng họ luôn luôn cố gắng để mà phủ nhận trong 4 năm Assure một ai đó, tức là kiểu như mình chấn an người ta đó rồi, the only thing really worrying Harry was how much Ron was, awe, was allowing the tactics of the Slytherin team to upset him before they even got onto the pitch. Cái điều duy nhất mà thực sự khiến cho Harry lo lắng đó là cái mức độ ron để cho những cái chiến thuật của nhà Slytherin khiến cậu ấy khó chịu trước khi mà cậu ấy đi ra sân đấu như thế nào. Đó, how much tức là mức độ bao nhiêu nhà và đây tactic tức là strategy nó có thể coi như là bằng với từ đấy, chiến lược, chiến thuật. Rồi upset một ai đó tức là khiến người ta kiểu cảm xúc nó bất ổn, nó nó hơi tức một chút đó. thì đấy gọi là upset người ta. À nhưng mà kiểu nếu như mà cơ thể mà nó upset thì tức là nó đang đau đau nhức nha, nó đau nhức. Bụng nó upset tức là kiểu nó đang nhói. Rồi the pitch chính là cái sân cỏ, ra sân cỏ chơi những cái môn thể thao ấy, nhất định ạ. À. Rồi Harry of course had endured endured the the snide comments for more than four years. So whispers of này, hey party. I heard uh, Wash Warrington sworn to knock you off your broom on Saturday. Tuy nhiên thì Harry tất nhiên rồi đã chịu đựng những cái lời khái móc của họ hơn 4 năm rồi. Thế cho nên những cái lời thì thầm như kiểu là này, Poddy, tao nghe thấy rằng thằng Warrington nó đã thề rằng nó sẽ đánh hất văng mày ra khỏi chỗ ấy vào ngày thứ bảy. Ờ thì nó far from chilling his blood, tức là nó còn lâu nó mới khiến cho Harry có thể cảm thấy lạnh trong trong người đúng không? Hay kiểu sợ sệt. Đây nhá, chúng ta sẽ có endure một thứ gì đó tức là kiểu chịu đựng thứ đấy duy trì lâu dài đúng không? chống chịu thứ đấy một thời gian dài rồi. Snide comments tức là những cái những cái lời bình luận ấy mà nó khiếm nhã. Nó thường mang tính chất nói kháy. Yes, yeah, snide. Đấy, snide cộng với lại những cái từ như kiểu là remarks này rồi um comment đúng không? Thì đó là collocation của nó. Body thực tế ra nó là cái bô The party nó là cái bô Thế cho nên là nó trêu thằng thằng potty ấy Nó là bảo là party Đấy là cái bô nhé Thế cho nên nó có một cái từ đó là party training Tức là cái việc mà luyện cho trẻ con ấy Nó ngồi bô Rồi knock somebody off Tức là hất văng nó ra khỏi một thứ gì đó Và đây kiểu job broom Chính là cái chổi của nó ấy. À Một từ nữa nhá Có nghĩa là kiểu hay mỏ hỗn Đó một từ nữa là mỏ hỗn Đó là một cái party mouth đó, mình có dạy mọi người một cái từ lippy nhưng mà còn một cái nghĩa nói nữa đó là một cái potty mouth mỏ hỗn đó mình bảo rằng ai đó có một cái potty mouth nha thì đấy tức là có một cái mỏ hỗn thế thôi rồi right. collocation nó rất là hay rồi tiếp theo này uh, chilling his blood tức là khiến cho máu của harry nó bị lạnh đó tức là kiểu khiến nó cảm thấy sợ sệt rồi made him laugh thực tế ra những cái lời bình luận đấy lại khiến harry cười R um, Warrington's aim so pathetic. I'd be more worried if he was aiming for the next person, the person next to me. Cái tâm ngắm của thằng Warrington thì nó rất là thảm hại đến cái mức mà tao sẽ cảm thấy lo lắng hơn nếu như mà nó sẽ nhắm đến người bên cạnh tao. Đấy. Pathetic, tức là nó mang tính chất thảm hại. Nó khiến người ta kiểu ui ừ, cảm thấy thương nó bởi vì là nó hoàn toàn là là thấp đúng không hay là kiểu nó hoàn toàn là kiểu theo một cái 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 chất lượng kém nhé thì đấy thấy thương nó quá pathetic quá. Rồi. Cậu ta phản pháo lại này. Và cái điều này thì khiến Ron và Hermione cười cũng như là wipe the smirk off. Tức là kiểu khiến cho cái nụ cười nhếch mép từ mặt của con bé Parkinson đấy nó bị vụt tắt. Retort tức là kiểu mình phản pháo lại nhé Đó, phản pháo lại. Và đây wipe the smirk chính là kiểu như xóa đi cái nụ cười nhếch mép trên gương mặt của con Parkinson. Alright. rồi nào tiếp theo này nhưng mà Ron thì chưa bao giờ có thể chịu được được những cái những cái chiến dịch không ngừng uh, về những cái lời uh, lăng mạ cũng như là những cái lời la ó và gọi là và sự gì, gì nhỉ và sự nó gọi là 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 đe mình không biết dịch cái từ này như thế nào cơ gọi là sự gì được nhỉ giảm thiểu sự tự tin nhé có thể được dịch dịch ra đại khái là như thế bởi vì tí nữa mình cắt nghĩa cái từ này nó hơi khó này nó từ nâng cao mà endure một thứ gì đó tức là chịu đựng thứ đấy withstand nó có thể chống chịu lại đứng vững trước nó nhé withstand rồi relentless tức là không có cái sự ngừng lại nó giống cái từ endless đó không 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 buông xuôi này, không dừng lại này, campaign of insults tức là cái chiến dịch đúng không mà gọi là chỉ sử dụng những cái lời lăng mạ, những cái lời la ó thôi. Year thì tức là những cái cú kiểu như mặt nó khinh khỉnh <laughs> kiểu thế. Đấy xong rồi liếc mắt nhìn một cách nó rất là đĩ thoả thì đấy là gọi là year nhé yeah. ok, tiếp theo intimidation đó thì khi mà mình intimidate một ai đó Intimidate một ai đó thì tức là kiểu như mình mình tạo ra cái uy lực cho người ta, đó, tạo ra sức ép, tạo ra uy lực để mà người ta cảm thấy mất đi sự tự tin. Thì đấy nó gọi là intimidate người ta nhé. Đó, tạo ra uy lực này, tạo ra sức ép để cho người ta cảm thấy nhụt chí, mất tự tin. Rồi khi mà những học sinh nhà Slytherin một số người uh, trong số họ năm thứ bảy và To hơn Ron rất là nhiều thì thầm khi mà họ đi ngang qua nhau ở trong những hành lang hãy đặt trước cái giường bệnh của mày trong bệnh xá đi Weasley được chứ right. Slytherins đó uh, some of them seven years yếu của nó là kiểu một vài người trong số họ đã năm thứ bảy rồi và considerably larger tức là kiểu cái kích thước ấy nó lớn hơn một cách rất là đáng chú ý so với lại Ron à. rồi tiếp theo mutter một thứ gì đó rất là thì thầm từ đấy book đúng không tức là đặt sẵn để đặt cái giường bệnh trong bệnh xá đi nhá hospital wing chính là cái tòa chữa trị đúng không cái tòa nhà để mà được dựng ra giống như kiểu là cái bệnh viện đấy. tách riêng so với cái lâu đài thì đấy nó gọi là cái wing đấy nhá cái wing nó là thế tòa cánh ấy. rồi Ron thì không có cười nhưng mà ờ, nhưng mà kiểu như mặt nó hơi tái tái một chút mặt nó hơi kiểu xanh xao một chút bởi vì chúng ta sẽ có là turn cái màu xanh thì tức là kiểu biến thành, chuyển hóa thành cái màu xanh. Cái shade of green thì tức là kiểu một cái gam màu nhé. Từ shade nó có thể được sử dụng giống như là một gam màu. Đơn một gam màu. Còn delicate thì nó miêu tả một thứ gì nó dễ vỡ này, nó mong manh này. Vậy thì tức là cái gam màu xanh lá cây nó hơi nhạt nhạt một chút. Đấy, các bạn phải hiểu ý nghĩa ẩn dụ nó là gì nhá Gam màu xanh hơi nhạt khi mà draco malfoy đã bắt trước ron trong cái việc đó là đánh rơi quả bóng quá phổ thứ mà cậu ta đã thực hiện không cậu ta làm bất cứ thứ mà cái thằng đấy nó làm bất cứ khi nào mà họ ở trong cái tầm nhìn của nhau đó, cứ nhìn thấy ron thôi là kiểu như là bắt trước cái hành động đó là đánh rơi quả bóng quá phổ thì tai của ron nó ửng đỏ lên và cái đôi bàn tay của ron thì run rất là dữ dội đến cái mức mà họ cậu ta rất có khả năng là sẽ đánh rơi bất cứ thứ gì cậu ta đang cầm tại thời điểm thợ, tại thời điểm đó chúng ta sẽ có imitate là bắt trước nhé bắt trước Đấy, right. còn mimic thì đa phần là nó dùng theo kiểu giọng nói thôi đúng không mimic cái giọng nói của ai đó tất nhiên nó có ý nghĩa chung chung hơn đó là bắt trước nhưng mà đa phần cái collocation đó nó dùng cho giọng nói rồi điệu bộ đúng không tiếp theo with insight tức là trong cái khả năng nhìn trong cái tầm nhìn nhá cứ nhìn thấy nhau thôi đúng không là bắt trước ngay glow tức là ẩn sáng cái ánh sáng nói dần dần nó nó tăng cường cái mức độ lên thì tức là nó đang glow rồi bất cứ thứ gì đúng không cậu ta đang cầm tại thời điểm đó ờ, tất nhiên nhé một người mà tỏa sáng hay là kiểu như một người mà lung linh hay là có cái hào quang ấy, nó toát ra ấy, thì tức là đang glowing đó, cái người đấy đang glowing rồi tháng 10 thì nó dập tắt trong một cái khoảng từ từ tháng 10 thì nó vụt tắt này trong một cái thời gian giai đoạn rất là nhanh của những cái cơn gió hú uh, và những cái cơn mưa dữ dội đấy, và sau đó thì tháng 11 nó đi tới nó lạnh như là sắt đã bị uh, đóng đá để cho sắt đã bị đóng đá với những cái lớp băng dày và mỗi buổi sáng và những cái cơn gió rất là lạnh lẽo mà nó kiểu như là thấu xé hay là kiểu như là những cái cơn gió lạnh lẽo này mà nó gọi là sẽ khiến cho những cái bàn tay để lộ ra bên ngoài bị nhức cũng như là những cái khuôn mặt đúng không? Để lộ ra bên ngoài bị nhức. Right. Rồi mình cũng không biết phải dịch như thế nào nhưng mà nó cắn ý của nó ấy, có nghĩa là nó khiến cho chúng ta phải đau thấu da, thấu thịt. Extinguish tức là nói để ánh sáng hay là một thứ gì nó đang gọi là bừng cháy nhưng mà tự nhiên nó bị dập tắt chưa? Đấy, nghĩ ẩn dụ thì tức là tháng 10 nó kết thúc thôi A rush tức là một cái luồng nước nó chảy rất là dữ dội Nếu như mà nghĩ ẩn dụ thì tức là một cái sự vụt qua Howl, con chó sói nó chu lên Và đây là gió hú Đó gió hú Driving rain thì tức là cái cơn mưa ấy mà nó có khả năng gọi là uh, xiên xẹo mọi hướng bởi vì từ drive đúng không? Nó nói đến cái lực đẩy ấy. Đấy, nó nói đến kiểu như là chuyển đến một cái hướng nào đó nhất định không? Rồi và frozen iron tức là cái sắt, cái sắt mà nó đã bị đóng băng nhá. Tháng 11 nó lạnh như là sắt bị đóng băng. Từ này nó đọc là iron nhé không phải iron đâu, nó là iron đó. Còn frost ở đây thì đọc là các cái lớp băng rồi, đúng không? Các cái lớp băng cứng này. Draft tức là gió mùa, Đấy và IC draft tức là kiểu gió mà nó lạnh như băng Rồi từ bit chính là quá khứ từ bite tức là cắn Mà nếu mà cắn tay, cắn mặt thì tức là nó khiến cho đôi tay và khiến cho cái làn da trên mặt chúng ta nó bị buốt Đúng không? Còn exposed thì ý của nó có nghĩa là kiểu đã bị lộ ra bên ngoài Bởi vì tay với mặt thì làm gì, làm gì có gì che chắn đâu Đúng không? Uh, the skies at the ceiling of the great hall turn a pale Pearly grey, the mountains around Hogwarts became snow capped. Rồi cái bầu trời này và cái trần nhà của con sảnh chính thì nó đã chuyển hóa thành một cái màu xám đục và mờ mờ, đó, đục và mờ. Chúng ta sẽ có từ pearl, con là ngọc trai và nếu mà nó đi màu xám như thế này thì nó là xám đục nhé. Bởi vì thực tế là cái ngọc trai nó sẽ gọi là không có nhìn xuyên thấu được, đó, nó kiểu như là mờ mờ ở bên ngoài, right. Còn pale thì tức là nói đến một cái màu sắc mà nó bị nhạt. Đấy, màu xám nhạt và mờ đục. Rồi những cái ngọn núi xung quanh trường Hogwarts thì đã gọi là bị tuyết bao phủ ở trên đỉnh núi. Cap chính là cái mũ. Snow cap tức là à, cái phần bên trên cùng ấy, nó đã bị bao phủ tuyết rồi. Snow cap. Và cái nhiệt độ trong tòa lâu đài thì nó giảm xuống rất là mạnh. Đến cái nỗi mà rất là nhiều học sinh này đã phải Ui, đã phải đeo những cái đôi găng tay bằng da rồng uh, rất là dày đặc mang tính chất bảo vệ uh, trong hành lang khi mà đi khi mà đi di chuyển giữa những cái tiết học. Nào thì chúng ta sẽ gọi là drop so far đúng không? Tức là kiểu nó giảm ở một cái quãng rất là xa đến cái nỗi mà. Đấy là cái cấu trúc gọi là nhấn mạnh mức độ. Protective dragon skin gloves đúng không? Tức là găng tay bằng da rồng mang tính chất bảo vệ nhé, Nó có tính từ đấy mà rồi, họ di chuyển giữa những cái lớp học, những cái tiết học. Cái buổi sáng của cái trận đấu thì nó nó đến với không khí rất là quang đãng cũng như là lạnh. Nào chúng ta sẽ có cái morning đúng không? ở the match chính là cái trận đấu này nó dawn. Bình thường dawn nó gọi là một cái bình minh và nếu dùng ở dạng động từ tức là nó hiện ra, nó trồi lên, nó hiện ra, nó xuất hiện. Bright and cold, đúng không? Tức là cái không khí tiết trời nó rất là sáng, nó quang đãng, nó không hề có mây nhưng mà nó lạnh. Khi mà Harry tỉnh dậy, cậu ta nhìn xung quanh về phía của giường của Ron và nhìn thấy cậu ta đang ngồi thẳng đứng. Không chính xác là ngồi thẳng lưng nhé. Tay của Ron thì đang gọi là đặt xung quanh đầu gối của mình. Không đặt trên đầu gối của mình. Đang nhìn chằm chằm vào không chung. Nó kiểu kiểu nó đang gọi là suy tư. Ấy. Bolt tức là tia chớp. Và bolt upright Chính là một collocation, nó gọi là thẳng đứng Đó, thẳng đứng, ngồi kiểu như thẳng đuột Cái cơ thể luôn á, cái dáng người luôn á đấy right. Fixedly đúng không, tức là kiểu như một cách cố định nhé Đấy, một cách cố định uh, Fixed, tất nhiên rồi Nó có ý nghĩa là sửa chữa nhưng mà ngoài ra Nó còn có ý nghĩa là cố định một thứ gì đó Và lại into space đúng không, nhìn vào không chung Don à, dawn It just dawns on, on me Một thứ gì đấy Thì tức là à, cái điều đấy nó nảy ra trong đầu mình đó right dawn dawn the break of dawn đúng không tức là kiểu sáng tinh mơ and à, bright and early in the morning ấy, kiểu thế R uh, ron thì gật đầu nhưng mà gật đầu về phía của harry khi mà harry hỏi rằng có ổn chứ nhưng mà không có nói câu gì harry được nhắc lại một cách rất là có uy lực về cái thời điểm khi mà ron đã vô tình Um, gọi là vô tình tự 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 đặt một cái bùa khiến cho bản thân mình sẽ phải nôn ra những cái con ốc sên vào chính bản thân mình được và forcibly tức là kiểu có force có lực ở đấy. đấy tức là kiểu được nhắc lại một cách rất là dữ dội kiểu như ai đó đang gọi là vỗ vào đầu mình để bắt mình phải nhớ lại rồi và accidentally tức là kiểu một cách vô tình nhé một cách gọi là tai nạn thôi slug vomiting charm chính là một cái thần chú đúng không mà nó khiến bản thân mình sẽ phải nôn ra những cái con ốc sên vomit cộng với slug slug nha chính là con ốc sên và put cái đấy on himself đúng không tự thằng ron á nó đã gọi là khiến bản thân mình bị cái thần chú đấy đây cũng là cái tính từ uh, ghép nha tính từ ghép từ này trong từ điển các bạn tra không có đâu nhưng mà nó đi theo quy ước của nó tức là vấp in tức là tính từ chủ động nha nói đến một cái hành động mang tính chất chủ động ở đây rồi cậu ta nhìn vẻ mặt này nó xanh xao và nó gọi là ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại như là cậu ấy trước đó ở à, cậu ấy trước đó tức là trong cái lúc mà nó nôn ra ốc sên ấy đấy, đấy là không kể đến cái việc đó là nó rất là miễn cưỡng trong cái việc mở miệng mình ra thì đây nhé sweaty đúng không ý của nó là kiểu như có đầy mồ hôi này xong rồi là pale tức là nhợt nhạt này hát đan ven ven ấy tức là à, at the time Đấy, at the time nhá. Yeah. Ý của nó là tại thời điểm đó. Rồi reluctant tức là nói đến cái mức độ của nó là kiểu như miễn cưỡng, miễn cưỡng hoặc là lưỡng lự trong một cái việc gì đấy thì đây là miễn cưỡng mở miệng ra. Uh, cậu chỉ cậu chỉ cần ăn sáng một chút thôi, Harry nói một cách đầy khích lệ. Đi nào. Đó. Yeah. Chúng ta sẽ có gọi là some breakfast tức là kiểu một cái lượng nào đó. Brace chính là một cái niềng răng nếu như gọi là bracing tức là à có cái rào chắn đúng không? Mang tính chất là gọi là từ từ. Brace nhá, ý của nó có nghĩa là 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 cố gắng giữ cho bản thân mình không vụt, không vượt ra khỏi một cái thứ gì đó nhất định. Đúng không? Hay là kiểu chuẩn bị tinh thần. Nó có một cái từ như sau đó là brace yourself for something. Brace yourself for something. Đấy phải gọi là, là, là lấy tinh thần cho một thứ gì đó Thì tất nhiên rồi nếu như mà bracing thì tức là à nó mang tính chất là đang khích lệ đó. đấy đó, Bracingly một cách đầy khích lệ Cả cái con sảnh chính này thì nó đang dần dần lấp đầy rất là nhanh khi mà học sinh đi đến Những cái tiếng nói chuyện thì nó to hơn và cái tâm trạng chung thì nó càng ngày càng phấn chấn hơn so với thường lệ Filling up tức là nó đang kiểu như dần dần nó đầy hơn đấy, Nó nói về người Đấy Ok, exuberant Từ này rất là hay Exuberant ấy, nó nói đến kiểu một người Nó hơi tăng động Đấy, một người nó hơi tăng động Nó hơi kiểu nhiều năng lượng quá à, Ý của nó kiểu như hơi phởn Hơi 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 uh, tăng động nhảy nhót đấy Thì cái không khí Đúng không? Nó đầy năng lượng Không khí nó đầy sự phấn chấn nhá Hưng phấn ở đấy Khi mà họ đi qua cái bàn của nhà Slytherin Thì có một cái sự Tăng vọt về tiếng ồn À, một cái sự tăng rất là nhanh về tiếng ồn, up tăng rất nhanh. Harry nhìn xung quanh và thấy rằng gần như tất cả mọi người đang ở đó thì đang mặc này, đang mặc cái gì? À, đang mặc những cái phù hiệu bằng bạc trong cái hình dạng về một thứ mà có vẻ như là những cái vương miện. Rồi họ họ đeo những cái phù hiệu đấy bên cạnh những cái khăn và những cái mũ màu xanh và màu bạc thông thường của họ. Đấy, thì bây giờ họ đeo thêm những họ, họ đeo thêm những phù hiệu ấy. các bạn hiểu như thế rồi chúng ta có từ badge ở uh, chính là phù hiệu nhưng mà badger thì nó lại là cái con uh, trồn hôi ơ ờ, đấy badger thì nó là cái con trồn hôi nhé tức là kiểu như cái đuôi của nó ấy, nó tỏa cái mùi khắm <laughs> còn scarf thì đó là cái khăn nữa và đây hat mũ này crown chính là cái vương miện rồi badger nhé, một ai đó tức là kiểu khiến người ta khó chịu đó Ờ, trong một cái với một cái lý do nào đó thì tất rất là nhiều người trong những cái uh, gọi là trong cái 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 nhà Slytherin thì đang vẫy tay về phía của Ron đang cười một cách rất là to tiếng Harry cố gắng để mà xem xem thứ gì đang được viết đã được viết trên những cái phù hiệu khi mà cậu ta đi ngang qua nhưng mà cậu ta đang quá là bận tâm để mà có thể đưa Ron đang quá là bận tâm nha, quan tâm đến cái việc đưa Ron đi ngang qua cái bàn Slytherin rất là nhanh để có thể nán lại đủ lâu để mà đọc cái dòng chữ trên phù hiệu. For some reason. Đây, các bạn sẽ thấy rằng là ấy, người ta dùng nhá. Người ta dùng đó là kiểu for some reason vì một lý do nào đó. Đấy, đừng có thêm S vào đây. Đấy, nhiều nhiều người cứ nghĩ rằng là nó sai ngữ pháp đúng không? Nhưng mà đúng ra ấy, tự nhiên ngôn ngữ tự nhiên bản xứ nhá, nó dùng là for some reason. Vì lý do nào đó. Đấy, không có S đâu. Còn uproar tức là kiểu như cái tiếng gầm đúng không? Nó, nó nó gọi là kiểu như một cái tiếng ồn ấy, tự nhiên nó gia tăng cái mức độ của nó. Uproariously à, tức là một cách rất là to tiếng. Walk by hay là kiểu như run by thì bao giờ nó có nghĩa là kiểu đi qua rồi, chạy qua rồi. Mình quá là concerned tức là kiểu mình đang quá bận tâm đến một thứ gì đấy. Rồi linger, ok, linger tức là nán lại hoặc là cái gì đó hiệu ứng của nó ấy, vẫn còn vương vấn vẫn còn vương động ở nơi đây thì đấy nó gọi là linger những cái cảm xúc đúng không vẫn còn linger đấy right. rồi cảm xúc cho ai đó vẫn còn linger tức là kiểu nó vẫn đang còn nó vẫn đang còn gọi là kiểu quanh đây họ nhận về một cái sự chào đón vô cùng là ồn ào uh, từ phía bàn của nhà Gryffindor nơi mà tất cả mọi người đang mặc màu đỏ và màu vàng gold nhưng mà nhưng mà còn xa so với việc gia tăng được cái nhuệ khí tinh thần của Ron thì những cái tiếng hò reo có vẻ như là uh, khiến cho những cái nhuệ khí cuối cùng của Ron bị tan chảy. Đấy, cậu ta ngồi sụp xuống trên cái bàn, trên cái ghế bành gần nhất này, nhìn vẻ mặt như thể là cậu ta đối mặt với lại cái bữa ăn cuối cùng của mình, án tử. Rồi receive một thứ gì đó nhận về, arousing welcome nó tức là kiểu một cái sự chào đón mà nó rất là to tiếng nhé. Rouse Thực tế từ rouse có nghĩa là kiểu khêu gọi Kích thích một thứ gì đó Tất nhiên ở đây nếu như mà nói đến welcome Thì nó mang ý nghĩa là cái sự hò reo Nó rất là lớn Far from cái đấy tức là kiểu còn lâu Còn xa mới có thể đạt được cái việc này đó, Raise somebody's spirit Nâng cao tinh thần của ai đó Từ sát này này các bạn biết cái sáp đúng không chính là cái gọi là cái bột uh, nó bở bở ấy, đúng không vậy thì ý của nó dùng ở dạng động từ nhá tức là làm cho cái đấy nó bở ra tan chảy ra được chưa dần dần nó gọi là mất đi cái trạng thái rắn của nó thì ở dạng ẩn dụ thôi tức là mất đi cái nhuệ khí này sáp cái morel được tức là kiểu mất đi cái nhuệ khí của Ron collapse tức là đổ sập xuống thì đây tức là kiểu nó ngồi thụp xuống nhá rồi final meal cái bữa ăn cuối cùng Thế thôi, các bạn cứ hình dung cái sáp này, cái sáp vuốt tóc này thì bao giờ nó chả gọi là bở bở thì đấy. Ờ ui tớ chắc hẳn tớ đã chắc, tớ chắc hẳn phải gọi là rất là điên thì mới làm cái việc này. Đấy, cậu ta nói trong một cái tiếng thì thầm mà nó rất là ồm ồm, cái giọng nó hơi bị gọi là không rõ nhá. Nó hơi bị nghẹn lại. Phải điên lắm đấy. Mental ở đây tức là crazy. Nhá. going mental tức là going crazy ý của nó kiểu như phải điên, phải gọi là rất là dở người ấy mới làm cái việc này. Croak, tức là cái giọng của nó giống như con ếch. Cái đấy. nó không nói rõ được đâu, nó, nó rất là ồm. Croaky, whisper, một cái tiếng thì thầm, giọng ồm. Đừng có mà stupid, đừng có mà ngu, như, đừng có nói gọi là nói ngu như thế. Harry nói này, một cách rất là chắc chắn. Đưa cho cậu ấy a choice. Đưa cho cậu ấy một cái phần yến mạch theo lựa chọn của Harry, cậu sẽ ổn thôi mà, uh, rất là bình thường khi mà cảm thấy bồn chồn trước trận đấu. Be thick tức là be stupid, đó nó bằng kiểu từ ngu ấy, đừng có ngu như thế, bởi vì đây là kiểu như cái vỏ não nó dày quá, nói không thủng được, nó không xuyên qua được. Rồi, a uh, choice tức là theo một cái lựa chọn riêng của Harry thôi, cereals uh, yến mạch. À từ từ, đúng nhỉ? cái người nước ngoài người ta hay ăn sáng cái gì nhỉ cereals, uh, yến mạch hình như thế yến mạch đúng không ạ rồi nervous bồn chồn lo lắng này tớ tồi tệ lắm tớ chỉ là rubbish rác rưởi thôi mà ron nói ôm này tớ rất là tệ tớ không thể nào mà chơi để mà có thể cứu lên mạng sống của tớ được tớ nghĩ như thế nào ấy nhỉ tại sao lúc đấy tớ lại nghĩ cái điều này ấy nhỉ Hãy bình ổn lại đi, hãy kiểm soát lại đi này, Harry nói một cách rất là nghiêm nghị này. Nhìn nhìn về cái cú cứu thua đó mà cậu đã thực hiện được với chân của mình vào ngày hôm vừa rồi mà xem. Kể cả Fred và George nói rằng nó rất là tuyệt vời. Đấy, từ croak ở đây tức là cái giọng nói của nó ấy, nó nó phát ra một cách rất là ồm ồm, kiểu nó đang nghẹn ngào hoặc là kiểu nó đang gọi là hơi khó nói. Lousy, tức là very bad. Nhà thường nói đến chất lượng ấy, thường nói đến quality ấy. A grip tức là một cái lực nắm uh, hoặc là kiểu một cái cú nắm và nếu ý nghĩa ẩn dụ của nó thì tức là à hãy gọi là giữ vững tinh thần đúng không? giữ vững cảm xúc của mình get a grip đấy, hay là kiểu control yourself đấy, kiểu thế stern thì tức là cái vẻ mặt nghiêm nghị nhé nó không hoàn toàn bằng với từ nghiêm khắc đâu thường từ stern này này nó nói đến điệu bộ vẻ mặt đấy còn strict thì nó có thể nói đến kiểu tính cách đấy. rồi hết brilliant tức là kiểu nó rất là tuyệt vời excellent Ron này thì nó gọi là kiểu Ron thì 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 quay mặt ra về phía của Harry cái mặt như kiểu là bị tra tấn uh, torture mà đúng không có ed thì tức là bị tra tấn nhé. khuôn mặt bị tra tấn nó chỉ là một cái tai nạn thôi mà Đấy, cậu ta thì thầm một cách rất là khốn khổ với lại Harry tớ không có ý định làm cái điều đó đâu Đấy tớ đã gọi là trượt khỏi chổi của mình khi mà không có bất cứ ai trong đội đang nhìn và tớ đang cố gắng để mà kiểu ngồi gượng dậy thì sau đó tớ đã đá vào cái quả phổ đấy, cái quả bóng phổ đấy, một cách vô tình thôi. Yeah. Chúng ta gọi là didn't mean to do something, ý của nó không hề có ý, không hề có chủ đích. Slip, trượt, đã trượt khỏi, trổi. Rồi, none of you, tức là kiểu không ai trong số những người xác định được, uh, tức là những thành viên trong đội. By accident, tức là kiểu do something accidentally, right. một cách vô tình. ở uh, Thì Harry nói này, phục hồi rất là nhanh khỏi cái sự... Ngạc nhiên mà không hề dễ chịu của cậu ấy Một vài những cái tai nạn như thế thôi Và trận đấu nó là trong cái uh, gọi là trong cái tầm tay của chúng ta rồi Đấy Có phải không nào? Ok cái từ này rất hay In the bag Đấy tức là trong túi Ý của nó kiểu nhiều như mình bỏ cái đấy Cái gì nhỉ? Thường ngôn ngữ ở trong bóng đá hay là thể thao nó gọi là kiểu nắm chắc cái đấy đúng không? Dành chắc phần thắng hay là kiểu như bỏ cái đấy trong túi rồi Thì tức là à cái điều đấy chắc chắn for sure nó sẽ là của mình in the back. The in the back. Tất nhiên nha cái văn cảnh khác ấy thì in the back nó lại có ý nghĩa khác. Đấy không? In the back trong văn cảnh khác nó lại có ý nghĩa khác. Tuy nhiên trong văn cảnh như kiểu the game ở đây hoặc là kiểu như nói đến thể thao, trận đấu nhá thì tức là nắm chắc phần thắng rồi. Được không? Đấy, nắm chắc phần thắng rồi. Recover tức là phục hồi thôi. Từ từ. No, in the pocket đó. no. Không, in the back nhá. The back. À nếu mà kiểu bây giờ nó nói đến kiểu bí mật đã đã đã, đã gì rồi đúng không? Đó là out, out of the bag, out of the bag. Các bạn đã bao giờ nghe đến một cái thuật ngữ nó có con mèo chưa? The cat's out of the bag. Đấy the cat's out of the bag có nghĩa là kiểu như bí mật đã bị bại lộ rồi nhá, thông tin đã rõ ràng rồi nhá. Đấy con mèo và cái túi Ở trong cái bộ phim nó gọi là cái gì nhỉ? Cái gì? Ơ tự nhiên quên bộ phim này. À The Big Bang Theory ở trong cái tập 2 của season 2 Mình nhớ không nhầm season 2 thì nó có một cái gọi là Schrodinger cat, cái 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 lý thuyết Schrodinger. Tức là chừng nào mà cái con mèo nó còn chưa ra nhá thì cái việc đấy nó vẫn chưa rõ đâu. Được thì đây là cái thành ngữ mà mình học được trong cái bộ phim này. Tức là kiểu thông tin nó rõ, nó đã ngã ngũ rồi. Đấy, mọi thứ đã rõ ràng rồi. Thứ nhất là bí mật thứ hai kiểu như mọi kiểu mọi việc nó clear đúng không không còn gọi là nghi ngờ gì cả đấy chứ. thì thường các bạn gọi là nạp ngôn ngữ trong speaking ấy, thì xem phim nhiều vào đọc chuyện những cái phần ngôn ngữ tự nhiên nhiều vào thì tự nó sẽ được nạp vào đầu mình đấy, phải tiếp xúc nhiều nha thôi mình sẽ dừng lại hôm nay ở đây bởi vì mình cũng có việc phải gọi là nghỉ sớm thì ok các bạn có thể lên cái trang này trên phở bò nhé theo dõi cái Ơ, à, từ từ theo dõi cái trang của mình được chưa? nó sẽ có rất là nhiều thông tin hữu ích cho mọi người này, cũng như là các cái tips, các cái phương pháp học tiếng Anh này, IELTS này, được chưa? rồi là kể cả tài liệu miễn phí các thứ, có hết ở trên này, nha. rồi tiếp theo mà, mà tài liệu là tài liệu hay ấy nhé. mình đã thấy rất là nhiều người copy những cái tài liệu mình chia sẻ xong rồi đi uh, đi, đi, đi 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 buôn bán ngoài kia, được, bảo là lấy tài liệu này thì hãy e e tôi, đó, nhưng mà e xong thì lại bảo là, Ê, mình xin tí tiền gọi là phí siêu tầm tài liệu <laughs> Đấy, thực tế là tài liệu mình chia sẻ miễn phí hết mà xong rồi đi copy lại cái gì nhỉ à, nhóm ở trên phở bò nhá thì đó là ielts từ con số không ừ. xem lại livestream thì lên này Đấy. nói thật luôn nha đây này kiểu Trời ơi, nói có sách, mách có trứng đúng không? Thì uh, có gì đâu, các bạn lên cái nhóm, nó gọi là học ielts đúng không thì nó chia sẻ một đông những cái tài liệu mà thực tế ra mình đã chia sẻ miễn phí từ rất là lâu rồi ờ, thực tế là những cái tài liệu đấy công nhận là nó tốt đấy Đúng không? công nhận là nó kiểu như chi chi ly và và kỹ bởi vì bao giờ mình sẽ tổng hợp ra tất cả những thứ như thế đấy học đây này ví dụ nhé mình mình biết đấy, nhưng mình không không gọi là gọi là không không uh, chấp nó thôi được Ví dụ những cái tài liệu như kiểu thế này Ôi, tôi chia sẻ từ trước đến giờ rất là lâu rồi à, cái gì nhỉ Dạo này nó hay chia sẻ cái này này cái bảng này là một nhá được rồi. Cái bảng này có hết rồi này tiếp tiếp theo là cái này này đấy chính là cái này này được rồi. cái chiến thuật của dạng bài xong rồi là các cái phần trong writing ấy, thì thực tế ra là mình chia sẻ từ lâu rồi Được rồi. chia sẻ trên 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 trang của mình từ lâu rồi Đấy, thì mọi người có thể lên đấy không tìm được uh, dễ dàng thôi nhé. Rồi còn ngày mai thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục với lại phần live. Ừ. Ok, good night mọi người và hẹn gặp lại ngày mai. Bye bye.